Giờ này đoàn đang đặt chân đến phố cổ Hội An. Hello. Cầm chắc cái điện thoại lên. Review hồi hồi là chạy ú ớ ớ đi. Hả? Rồi, gia đình cần chú ý giùm em nha. Vị trí đó là số 2A, đường Lê Lợi ạ. Số 2A Lê Lợi. Chúc con quay về đây phải không? Bây giờ là 8 giờ đếm á. Mình đây tham quan chắc tiếng đồng hồ anh chị. 9 giờ ra đây không? 9 giờ đúng không? 9 giờ ra. 9 giờ mình tập trung ở đây ạ. Để cho bên nha, chụp hình cái rồi quay phim luôn khỏi chụp. Rồi thật dễ. Đây là mình đi vào đường nào cuối đây đang ở phố cổ Hội An nha, mini mart. Đây bán rượu, bán tạp hóa, bán mỹ phẩm. Đây bán áo dài, áo vest, áo đầm. Đang review đưa lên YouTube. Ở đây nó có mấy cái đình không? Mấy đình này giống như nè. Mấy cái đình là chắc này có được tham quan không? Dạ không, mấy cái này không được. Còn mấy cái nhà họ phải không? Nhà họ Trần, nhà họ gì đó. Mấy cái đó đó. Nhà tộc họ. Rồi mấy cái đình làng. Đây là như lần thứ ba đấy. Mấy anh trước đi chung với công ty làm. Nếu mà anh ra, nếu mà chương trình của đoàn mình mà cứ bay ra Đà Nẵng là thường thường 2 tháng rồi anh. Hội An đi chụp hình rồi đi ăn. Điều giải tầm nhìn. Sớm dạ. Mai. Đây chim mà chiên quần áo này kia nữa. Đúng rồi, quần áo. Quần áo, rồi giày dép. Giải lụa đó, mấy cái giải áo dài á. Giao lưu văn hóa, hàng hóa. Đây được cái nhà để bán đá. Đây là phần bán quần áo giải. Tìm khối. Ai kia đâu rồi? Bữa nay gầm đã cúng rồi. Càng ngày càng vào trong là càng đông không? Càng đông nha. Vì vậy nhớ cho em nha. Thì có thể gia đình mình có thể gặp được em. Có thể nhìn thấy em nhưng mà cứ nhớ đi em. Vào tiếp đông. 9 giờ quay lại số 2 Lê Lợi. Hai. Hello. Phải có hướng dẫn giới thiệu vô mấy cái nhà tộc họ này kia nữa. Rồi đó đang có lễ hội kìa. Chào cả nhà, nay đi tham quan Hội An, phố cổ Hội An. Đây tiếp tục tham quan giờ đây. Đây như mỗi nhà có lồng đèn. Tranh thủ đi xuống một chút mình xuống chỗ Hiền á. Ý đồ ăn rồi đâu. Đây cái bán chanh nè. Đức Phú. Cái gì? Cái là màu xanh lá mà nó qua đây nó thành màu nâu. Cái gì anh ơi? Cái gì? Giống như ở Nhật cái qua mất ở Kyoto nó làm thành màu nâu. Yêu con đêm đẹp với sáng đâu đẹp. Đây tiếp tục tham quan phố cổ. Đây bán quần áo và dép. Đây này bán cơm lê. Hello, xin chào. Đây bán đồ chơi nè. Cái gì vậy? Chỗ nào nó cũng vậy đó. Chỗ nào nó cũng vậy thôi. Đây phố cổ Hội An nè. Đây phố cổ. Sao vậy? Tại nó không có chỗ gì vậy mà.
buổi tối nhìn trăng. Nhà nào cũng giống như nhà đó. Đèn, bắn đồ với treo đèn trang trí. À, thì mấy người khách du lịch nước ngoài này kia nọ ta mua đồ lưu niệm đó. Giày dép nữa. Hồi nãy giờ anh biết con quá trời hôm nay rồi. Mẹ ơi, con biết rồi đó, thằng này là được. Lồng đèn nè. Cái bộ chung nó đẹp quá kìa. Chung nhỏ xíu à. Thấy gói nè kìa, muốn mua gói đem ngoài không? Tiếp tục dạo phố cổ Hội An. Ở đây là đường gì? Đường Phan Châu Trinh. Cũng có bán quần áo, tham quan nhà, đây có quán ăn. Cái đang đi vòng vòng kiếm bánh mì Phượng hả? La xì mì. Trà sữa. Uống hoài không? Bữa nay nghe uống biết nhiêu trà sữa đó. Cơm gà Diễn Đình. Mì Quảng. Chim. Thích không? Thằng chim đó thì hơn thỏ kìa. Để chụp hình, nãy giờ chưa chụp hình á. Chụp cái này. Quán này có cái lồng đèn trắng treo đầy nhà luôn. Treo đầy quán. Vô cà phê nãy giờ vậy. Cao lầu cơm gà cao lầu. Nhà này còn hương vị Tết thôi, cái tắt nha. Túi mua túi sách gì không? Hôm qua mua rồi, qua mua túi rồi. Mimi. Tìm trà sữa Mimi. Cầu chua cầu không có. Cầu rồng ở Đà Nẵng. Có một cái cầu ở trong đây nè. Đi kiếm cái cầu. Gì? Hết cái rau ngoài lậu rồi. Quay bên trái. Gì? Bánh mì Phượng à. Đến nó ổ lớn không? Đến quán bánh mì Phượng nổi tiếng. Đây Phượng ở Hội An. Nghe nói nổi tiếng không biết ăn sao. Kìa, cũng chen lấn rồi. Đâu, quán to. Đâu, review bánh mì Phượng đây. Đây, tiệm bánh mì Phượng. Để vô con ấy, con ấy. Em không vô mua nè. Bắt cho hai ổ ơi. Đây bánh mì Phượng đây. Có thịt gà, thịt heo, pa tê. Quý khách nghe số lấy bánh mì. Ủa, có đặt số không? Có là thập cẩm đi. Có cái thập cẩm đi. Đây là cái menu. Menu quán bánh mì Phượng nè.
Đây rồi. Đi thì nó có kêu đặt đặt mua sao kìa. Đặt cho số gì không? Để mua đâu? Ê Phượng từ năm 1989. Vậy thôi hai ổ thật tổng hay là hai ổ cắt ra. Các chị bỏ thịt rau vô bên mì. Đâu có giờ tới 6 giờ. Đây băng nướng rồi. Mua nướng gì vậy? Số mấy này, số mấy? Mình tới 47 rồi. Ở ngoài bánh mì. Bánh mì.